Em đi làm hết bao nhiêu tiền? À, 9 số 0. À, này, cái câu này lúc nãy rằng là nếu mà một ngày bạn được hoán đổi với Hoàng Minh Di, cơ thể Hoàng Minh Di, bạn sẽ làm gì? Mình sẽ trần chuồng soi gương. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả của Điện ảnh.net, mình là Đức Phúc. Và bây giờ Phúc đã sẵn sàng với thử thách gấp lắm rồi. Luật chơi như sau: khách mời có 3 phút để trả lời thật nhanh các lá thăm. Nếu bóc trúng lá thăm yêu cầu bắt buộc thì phải thực hiện. Kết thúc 3 phút, nếu rút được 30 lá thăm trở lên sẽ vượt qua được thử thách. Mình thử để mình hoán đổi với Hoàng Minh Di và sẽ làm gì? Mình sẽ cởi trần chuồng soi gương. Thế ra sao mà hết đủ 3 phút? Ca khúc đầu tiên bạn hát là gì? Ca khúc chỉ một câu. Ca khúc single đầu tiên. Đây, cái câu này lúc nãy rằng là nếu mà một ngày bạn được hoán đổi với Hoàng Minh Di, cơ thể Hoàng Minh Di, bạn sẽ làm gì? Mình sẽ trần chuồng soi gương. Phim kinh dị mà bạn thích nhất? Phúc không thích phim kinh dị. Món quà fan tặng bạn ấn tượng nhất? Chắc là những chú gấu bông khổng lồ. Kể tên ba rapper nữa mà bạn biết nào? The Link, Suboy và Kimmy. Từ. Nếu có khúc mới có phiên bản song ca với nữ, bạn sẽ chọn song ca với ai? Chắc là chị Hương Tràm. Bạn có tin vào nhân quả không? Cái này chắc không có. Thử thách hãy nín thở trong vòng 10 giây. Xong. Từ. Em đi làm hết bao nhiêu tiền? 9 số 0. Nếu không trở thành ca sĩ, bạn sẽ kiến trúc sư. Bạn có làm nghe chuyện ma một mình không? Không cả. Từ. Phim hài hay? Phim tình cảm. Tính nhanh 50 chia 2 đồng ạ. 275. 550 chia 2. Shopping hay ngủ nướng shopping? Bạn có thể bơi những kiểu nào? Bơi ếch. Phim Hàn hay phim Trung? Phim Hàn. Các khúc nhạc phim nào mà bạn thích nhất? Hát một đoạn nhé. N1 của Taeyeon. Dùng lưỡi chạm vào mũi. Không được, không làm được. Chắc chắn không làm được. Eric gọi hỏi vay 1 tỷ để làm đám cưới, bạn sẽ nói gì? Nếu mà tao có thì tao cho mày mượn. Còn tao không có thì tao cũng sẽ cho mượn vừa vừa. Nếu được ra một vai nam chính, bạn muốn trở thành một hình tượng nam chính như thế nào? Phúc muốn là trở thành một chàng trai hài hước, tình cảm, luôn yêu chân thành mà không bao giờ chia tay bạn gái. Trong MV quá khứ đôi hiện tại đơn, Đức Phúc đã ăn tổng cộng mấy chiếc bánh pizza? Ở trong MV thì Phúc ăn 1 cái, nhưng mà ngoài hiện trường là Phúc ăn 5 cái. Nếu như được ngược về quá khứ trong một ngày để sửa sai, bạn sẽ chọn ngày nào? Chắc là Phúc sẽ... Phúc cũng không nhớ cái này lắm. Không, để chuyển câu tiếp theo. Kể tên một bộ phim mà bạn xem đi xem lại nhiều nữa. Phim She Was Pretty. Bạn dùng nick ảo để làm gì? Dùng nick ảo để comment. Comment khen mình. Bạn đã từng crush ai trong showbiz chưa? Hình như cái này cũng có rồi đấy. Từ. Nếu ra mắt một bài rap, bạn sẽ đặt tên bài rap đó gì? Bài rap đó là... bài rap đó là gì? Không, chưa nghĩ ra kịp. Câu hát mà Đức Phúc tâm đắc nhất trong ca khúc mới rằng là tình yêu vốn cần được gìn giữ, đừng để khi mất đi lại hối hận nhiều hơn. Hãy hát một đoạn ca khúc Chuyện Tình Novita của anh Lê Dương Bảo Lâm. Mình đã từng nghe rồi mà, cái gì? Novita thầm yêu Suka. Chai en se ko. Novita bằng lòng. Cười chai en cái gì đấy đúng không? Thì Nobito chào đời. Mình còn nhớ cái đấy mà. Bạn có thể cử động lỗ tai không? Chắc chắn không. Trong em thì có cái đội tại đơn tổng cộng bạn đã thay bao nhiêu outfit? 4 bộ. Đây. Ai là người tìm ra châu Mỹ? Biết rồi, cái này sao? Không biết. Eric và Hoàng Minh Di không chịu để cảnh trắng đêm, bạn phải thêm màu vào nếu không sẽ giải tán. Ôi tâm 1, ôi chết rồi, khó nha. Thì thôi, Phúc sẽ cố gắng để sắp xếp thêm đoạn trắng đen của Hòa và thêm đoạn màu của Hòa và Rick. Đây là câu hỏi thôi. Phúc thực ra cũng rất là vui và rất là may mắn khi mà trở thành người gọi là người được đứng đầu trong game lần này. Thì Phúc thấy đây là một trò chơi rất là hay và Phúc nghĩ rằng là Phúc muốn chơi thật nhiều thêm những trò chơi cũng như thế này nữa.
Và lần sau khi mà có cơ hội đến với Điện ảnh .net thì Phúc hy vọng sẽ còn được chơi thêm những trò khác nữa. Phúc xin gửi lời cảm ơn đến Điện ảnh .net và cũng như là tất cả quý vị khán giả vì đã theo dõi màn tương tác vừa rồi của Đức Phúc. Phúc hy vọng rằng là các anh chị em nghệ sĩ sắp tới đến với Điện ảnh .net và chơi trò chơi này thì sẽ vượt qua được mình. 32 câu thôi là được rồi mọi người. Hãy thử dùng lưỡi chạm vào mũi. Cái này có thử rồi, không được. Không được, không tới. Hát một đoạn bài lặng bằng giọng Doraemon. Nhà nơi đây cùng hàng hoa tuyết sơ em đẹp. Tuyết sơ dài, tuyết trên coi cùng những đêm tối. Giống không vậy?